ha. À, đang đi vào bên trong mộ của đi vào bên trong Hoa Viên Nghĩa Trang. Mới sẵn sẽ ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Đúng rồi, lên xe quánh luôn. Chứ có bữa lên xe đâu quánh đâu. Thì bây giờ 15S sẽ chạy chậm chậm thôi ha, để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị. Rồi chờ chút xíu bà Thả chưa đi đâu. Như chuẩn bị cứ đi đường nào ta? Thì người ta đi trước mình đi sau. Ở bên đây là phía mấy anh đạo tỳ ha, đang chờ. Mấy anh đạo tỳ mặc áo màu xanh rất là đẹp luôn. Dạ em chào mấy anh nha. Dạ. Đoàn của mình là chắc mười mấy người hả anh? Hai mươi mấy người. Hai mấy người, còn nữa hả anh? Còn. Dạ. Ở đây là cái hàng 1 tấn 2. 1 tấn 2 cũng rất là khủng luôn. Dạ, lúc không có khách thì mình cũng quay đám tang. À, cái xe chở hoa là đã đi rồi. Bây giờ là mấy anh đậu tì, mấy anh đi trước ha. Mình chưa đi, từ từ nha bà xã, chưa đi đâu. Đang chờ gì? Đang chờ, người ta đang làm cái hủ tục. Ở đây thì có hai chú ngựa, thì 15S sẽ review hai chú ngựa cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Ở đây là chú ngựa trắng. Chú bạch mã. Con ngựa này bao nhiêu năm mà hả chú? Mười mấy năm. Ồ, còn con ngựa bên kia cũng cỡ vậy luôn. Dạ. Mà cái tuổi thọ nó bằng mình không hả chú? Không bằng hả? Hai mấy năm hả chú? Dạ, vậy là nó cũng được 50 chặng đường rồi. Cái này cái móng nó mình có gì có mình đục không ta, cắn cái gì ta? À mình lạng hả?
rồi, được mấy năm rồi anh? Mười mấy. Chuyện dài đã. Trời ơi, gửi review gì cũng review rồi đó. Ngon nha. Kinh khủng. Mà xem cái bồn ngựa này bị ướt ha. Ha, cái bồn bị ướt. Còn cái bồn bên mạnh là bồn khô. Đây đây. Ai ra? À, thầy ra là mình đi được hả? Bây giờ anh ngồi vậy được không? Ơi, té. Rồi té hả? Rồi bây giờ tiếp tục đoàn tan sẽ đi. Mình chạy trước cái xe trắng luôn, chạy gần gần thôi.
tới phía trước rồi ha. Đoàn tang này có một cái xe trống và một cái xe chiên riêng biệt ha. Như các cô chú các anh chị thấy, đó chính là đám tang của một cụ ông. Đây là cơ sở mai táng ánh sáng ha. Ở hiện tại thì đoàn đưa tang rất là lớn nha. Ở phía sau còn rất là nhiều xe luôn. Thì 15S sẽ đứng đây để ghi hình chia sẻ cho tất cả bà con cô bác ở khắp nơi trong và mọi miền đất nước, cũng như trong và ngoài nước luôn. Ôi, còn nói đuôi đằng sau rất là nhiều xe nha chồng. Thì đám tang này lớn mà bà xã. Để mình đi ở phía trước á. Hồi nãy thì nghe mấy anh bên đại hòm báo là cái hòm kia này là một tấn hai. Đúng rồi, 1 tấn 2. Hòm to lắm nha. Hai mấy anh đầu tì á. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ quay toàn cảnh nha. Mình làm ớt sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú. Ở phía sau còn rất là nhiều đoàn xe luôn. Rồi hiện tại thì đây là cái rạp ha, cái rạp này giống như cái rạp của cậu Năm luôn á. Cái rạp này 64 m2. Sao anh? Là tâm tạng rồi. À, có tâm tạng. Không phải là cái này là gọi là có sư phụ nữa nè. À, sư phụ. Sư phụ vậy có thôi một hôn. Có bừng đồ lên tốt mấy à. Ba ơi là sao mà? Ba ơi là sao? Thì ở đây 15 bếp thấy có ba sư thầy theo đoàn tang. Toàn cảnh tang lễ xem. Thank you.
15m Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Hiện tại thì 15m đang ghi hình và chia sẻ với tất cả bà con cô bác một cái đám tang của một cụ ông ha. Thì hôm nay thì 15m ghi hình tại một cậu năm thì nhân tiện sẽ ghi hình chia sẻ cho tất cả bà con cô bác. Ủa kênh của em tên gì? Dạ 15m Bình Dương. Hả? 15m Bình Dương. Hiện tại thì các anh em đi là đi quay ha 50% và 50% là ở lại. Hiện tại là anh Minh đang ở lại tại mộ cậu năm ha, và hai vợ chồng 15m và anh Phương sẽ đi quay đám tang đó, sẽ hai cho anh Minh luôn đi quay cho anh Minh. Cũng có người đi quay và cũng có người ở lại ha. Chứ nếu mà chúng ta đi hết thì giờ cũng không biết là chuyện gì. Tại hiện tại thì mộ của cậu năm là vẫn đang nói chung là các anh em cũng đang rất là ở lại để bảo vệ cậu ha. Nhưng mà mình cũng phải có những cái hước phim hay để gửi đến cho tất cả bà con cô bác. Rồi đến đây thì có lẽ là 15m Bình Dương cũng xin phép là kết lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Và chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.